Ngày 13 tháng 7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành bắt giữ đối tượng Tần Yêu Hò, sinh năm 1960, trú xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong sự việc được xác định là bà CDH, sinh năm 1950, tử vong do vết thương sọ não hở, chấn thương dập nát vùng mặt. Trước đó vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, Công an huyện Sìn Hồ nhận được tin báo về việc bà H tử vong tại nhà riêng ở bản Sèng Lẳng, xã Tả Phìn. Thông tin ban đầu xác định, nạn nhân tử vong do vết thương sọ não hở, chấn thương dập nát vùng mặt phải. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi giết người. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Sìn Hồ đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập các thông tin liên quan, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra. Sau 4 ngày truy xét xác minh, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ được đối tượng gây án là Tần Yêu Hò, trú cùng bản Sèng Lẳng với nạn nhân. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sau khi gây án, đối tượng Hò đã bỏ trốn cách hiện trường hơn 10 km. Cảnh sát đã phải huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ để truy bắt nghi phạm. Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự Tần Yêu Hò về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra mở rộng vụ án.